Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, thật là vui mừng cho chúng ta khi chúng ta được tái sanh và được đổi mới sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời có một chương trình tốt lành dành cho tôi và chúng ta. Sau khi chúng ta được tái sanh bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ, chúng ta được gọi là những thành viên, là những công dân ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài có một chương trình tuyệt vời dành cho mỗi người chúng ta, đó là chúng ta sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời ở trong thiên đàng vinh hiển. Và nơi ở thật sự của chúng ta đó là ở trong thiên đàng. Dẫu rằng thế giới của chúng ta ngày hôm nay đang phải đối diện với rất là nhiều những cái nguy cơ của chiến tranh, dịch lệ, rồi nhiều cái điều khác nó xảy ra và khiến cho nhân loại của chúng ta đang đau lòng. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta không còn thuộc về đất nữa, nhưng mà chúng ta thuộc về trời. Amen. Nhà nhà của chúng ta là một nơi rất là đẹp đẽ và không bao giờ suy tàn ở trong cái đền trời. Cảm ơn Chúa Giêsu. Ở trong Giăng đoạn 14 câu số 1 cho đến câu số 3, lời của Chúa Giêsu nói rằng là lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cùng ở đó. Cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa Ngài có một ý định tuyệt vời ở trong lòng của Ngài, đó là Ngài sẽ trở lại để đón rước chúng ta là những người tin Chúa. Và rồi một ngày tất cả chúng ta đều sẽ được gặp Chúa ở trong thiên đàng và gặp lại tất cả những người yêu thương của chúng ta đã về với Chúa trước đây. Cảm ơn Chúa, bởi vì đó là một tương lai vinh hiển mà Chúa định sẵn cho tất cả chúng ta. Và là người tin Chúa, thưa quý bà chị em, chúng ta cũng cần phải có những cái hành động của đức tin của chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự cứu rỗi một cách chắc chắn ở trong ơn của Chúa. Bởi vì phần của Chúa Ngài đã làm xong ở trên thập tự giá cách đây hàng năm về trước rồi. Amen không ạ? Và Chúa Giêsu Ngài đã đổ huyết ra để cứu chuộc tội lỗi của chúng ta, và chúng ta được thuộc về Đức Chúa Trời, chúng ta được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà Chúa Ngài đã làm xong. Nhưng mà phần về phần của chúng ta, thưa quý bà chị em, trước khi mà Chúa Ngài trở lại thì Ngài cũng mong đợi nơi mỗi người chúng ta có những cái phần công tác và trách nhiệm của chúng ta để chúng ta có thể làm trọn cái công việc cứu rỗi mà Chúa đã định sẵn cho đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào thêm vào bất cứ cái điều gì vào trong sự cứu rỗi để chúng ta được cứu rỗi, quý bà chị em. Nhưng chúng ta biết rằng đức tin của chúng ta nó cũng phải là đức tin sống, chứ không thể nào là đức tin chết được, anh chị em. Một người có đức tin sống động nơi Chúa, người đó sẽ có những cái công việc cụ thể bày tỏ ra của một đời sống biến đổi từ bên trong. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 chúng ta có thấy về những lời tiên tri mà Chúa Giê-xu Ngài nói trước khi mà Ngài trở lại, thì thế giới của chúng ta sẽ gặp vô số những sự khó khăn, những chiến tranh, dịch lệ, rồi Antichrist, rồi giáo sư giả xuất hiện, và rất là nhiều cái sự khốn khó xảy ra ở trên thế giới này trước khi mà Chúa Giêsu Ngài trở lại. Và chúng ta thấy được rằng là ngày hôm nay thế giới của chúng ta đang có đầy đủ tất cả những cái dấu hiệu mà Ma-thi-ơ đoạn 24 Chúa Giêsu Ngài đã có nhắc đến. Chúng ta có chiến tranh đúng không ạ? Chúng ta có dịch lệ độc hại, rồi chúng ta có sóng thần và đói kém. Xăng dầu nữa đúng không ạ? Trong hơn một tuần vừa qua thì trong hơn một tuần vừa qua thì người dân ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta và người miền Nam chúng ta phải trải qua một cái sự khủng hoảng về xăng dầu rất là trầm trọng, giống như là chúng ta trở về cái thời bao cấp ngày xưa vậy đó quý vị. Mỗi người chỉ có thể tối đa đổ khoảng chừng tầm 30.000 xăng thôi, hoặc là có chỗ thì chỉ giới hạn là 20.000 đồng. Nhưng mà khi mà tôi suy gẫm về cái điều này đó quý bà chị em, thì có một điều mà Chúa nhắc nhở tôi, đó là chúng ta cần hãy quan tâm đến cái bình dầu ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta hơn là quan tâm đến cái bình dầu ở trong xe của chúng ta. Bởi vì có nhiều cái đông nhân ngày hôm nay họ đang bị hết dầu hoặc là hết nhiên liệu mà họ không biết, anh chị em. Và buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề, đó là đời sống của đông nhân trong ngày sau rốt. Chúng ta sẽ nói về ba câu chuyện mà Chúa Giêsu Ngài có nhắc đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 25. Bởi vì phân đoạn kinh thánh này
cho chúng ta thấy được ba câu chuyện mà Chúa Giêsu ngài muốn hàm ý về những điều mà Cơ Đốc nhân là những người tin Chúa chúng ta cần phải có trước khi mà Chúa Giêsu Christ ngài trở lại. Bởi vì trong Ma-thi-ơ đoạn 24 thì Chúa Giêsu ngài nói về những dấu hiệu những người theo Chúa chúng ta sẽ nhìn thấy trước khi mà Chúa Giêsu Christ ngài trở lại. Nhưng mà trong đoạn 25 thì chúng ta thấy được là Chúa Giêsu ngài kể đến ba cái câu chuyện. Thứ nhất đó là câu chuyện về 10 người đỡ đồng trinh. Thứ hai đó là ẩn dụ về các ta lân. Và thứ ba đó là về sự phán xét sâu cùng giữa chiên và dê. Thì trong ba câu chuyện này, Chúa ngài cũng đang nhắn nhủ với mọi người chúng ta về những cái điều mà thiên đàng đang mong đợi nơi người tin Chúa. Bởi vì trước khi mà Chúa Giêsu Christ trở lại thì là người tin Chúa chúng ta cần phải có ba thái độ này. Và ba thái độ này được tìm thấy ở trong ba câu chuyện này thưa quý mài chị em. Câu chuyện thứ nhất, thái độ thứ nhất mà Cơ Đốc nhân chúng ta cần phải có trước khi mà Chúa Giêsu ngài trở lại, đó là chúng ta cần phải quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Tôi xin đọc từ câu 1 cho đến câu số 13 của Ma-thi-ơ đoạn 25. Ví dụ về 10 người đỡ đồng trinh. Khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya có tiếng kêu rằng kia chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng xin bớt dầu của các chị chúng tôi vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến, kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng hỡi Chúa xin mở chúng tôi. Nhưng người đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Thưa quý mài chị em, câu chuyện này cho chúng ta thấy được hình ảnh của hội thánh của Chúa trước khi mà Chúa Giêsu ngài trở lại thì được ví như là 10 người đỡ đồng trinh. Nhưng mà trong 10 người đỡ đồng trinh này thì có 5 người dại và 5 người khôn. Kinh Thánh nói rằng là 10 người đỡ đồng trinh này họ cầm đèn để mà đi đón chàng rể, tức là hình bóng về Chúa Giêsu đó anh chị em. Nhưng mà người dại đó khi cầm đèn đi đón chàng rể thì không đem dầu theo cùng mình. Nhưng mà người khôn thì cầm đèn đi và có đem theo dầu. Khi tôi suy gẫm về câu chuyện này và Chúa ngài bày tỏ với tôi về một điều, đó là chúng ta cần phải có dầu ở trong đời sống tâm linh của chúng ta trong những ngày mà chúng ta đang chờ đợi Chúa ngài tái lâm. Trong khi mà chúng ta đang ở trong những ngày chúng ta chờ đợi Chúa ngài trở lại thì đời sống của Cơ Đốc nhân chúng ta, mỗi ngày chúng ta cần phải có dầu của Chúa, tức là nói về Đức Thánh Linh anh chị em. Và để chúng ta có được dầu của Chúa đó anh chị em, chúng ta phải làm sao anh chị em? Chúng ta cần phải cầu nguyện đúng không ạ? Chúng ta cần phải cầu nguyện, chúng ta cần phải tương giao với Chúa và chúng ta cần phải quan tâm đến mối quan hệ mật thiết của chúng ta với chính Chúa. Cơ Đốc giáo không phải là một tôn giáo để chúng ta cứ mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đến để chúng ta hát thánh ca rồi chúng ta nghe lời của Chúa rồi chúng ta giữ lễ như vậy xong rồi chúng ta về nhà và chúng ta không quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời nữa. Nhưng mà chúng ta được kêu gọi để chúng ta được sống với Chúa mỗi ngày liên tục ở trong mối quan hệ với chính Chúa Giêsu của chúng ta. Và khi chúng ta càng cầu nguyện thì đời sống của chúng ta sẽ có dầu của Chúa anh chị em. Và Chúa nói rằng là người nào mà có dầu đem theo ở trong đèn của họ đó thì người đó là người khôn ngoan. Vậy thì anh chị em muốn trở thành một Cơ Đốc nhân khôn ngoan không? Dạ, anh chị em cần phải có dầu ở trong đèn của mình. Câu hỏi để chúng ta suy gẫm buổi sáng nay đó là liệu rằng là dầu Thánh Linh của Chúa ở trong bình của tôi hôm nay nó có đầy dẫy hay không? Hay là nó đang ở trong mức cạn và khô hạn? Và tôi rất là lạ khi mà thấy rằng là Chúa Giêsu ngài kể cái câu chuyện này để liên hệ đến cái sự rước đi của hội thánh của Chúa anh chị em. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng là mình tin Chúa
Rồi mình giữ lễ trung tín mỗi tuần lễ, mình đến nhà thờ, mình đọc kinh thánh, hát thánh ca, vậy là đủ rồi. Chúa ngày trở lại thì tôi sẽ đi với Chúa. Nhưng mà khi mà tôi càng suy gẫm lời của Chúa anh chị em, thì tôi thấy rằng là thật sự lời của Chúa muốn chúng ta đi xa hơn thế nữa anh chị em. Chúa muốn chúng ta đi hai dặm với Ngài, chứ không phải chúng ta chỉ đi một dặm mà thôi. Chúng ta cần phải có một đời sống liên tục theo đuổi Chúa và được đổ đầy Chúa mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu số 14 cho đến 18 chép thế này: cho nên có chép rằng ngươi đứng ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ngỡ của anh em, chớ xử mình như người dại dột nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thời giờ vì những ngày là xấu, vậy cho nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xúi cho luống tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải vung dậy từ trong đám người chết để chúng ta không sống ở trong thế gian hư mất này, và chúng ta trở nên đồng hóa với họ anh chị em. Nhưng mà chúng ta cần phải giữ đời sống của chúng ta cho giống Chúa, và chúng ta cần phải được đầy dậy Thánh Linh của Chúa mỗi ngày. Người khôn ngoan đó là người sẽ biết tận dụng thời gian để được đầy dậy Thánh Linh của Chúa. Còn người dại dột vì họ chỉ nghĩ rằng là ô, tôi tin Chúa là để Chúa ban phước cho cuộc sống trên đất này của tôi, thế là đủ rồi, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, công việc viên mãn, thăng quan tiến chức đều đều, rồi chết là hết, không cần quan tâm đến thiên đàng và cuộc sống đời sau. Anh chị em ơi, đó gọi là những Cơ Đốc nhân hạng 2, dại anh chị em. Nhưng mà chúng ta là Cơ Đốc nhân hạng 1, là Cơ Đốc nhân ưu tú của thiên đàng. Chúng ta cần phải hiểu rằng là nơi ở thật sự của chúng ta đó là trong thiên đàng. Cuộc sống trên đất này cho dẫu nó có tiện nghi, đẹp đẽ hoặc là nó phước hạnh như thế nào chăng nữa thì nó cũng chỉ là thứ yếu mà thôi, tạm bợ mà thôi anh chị em. Cho nên khi tôi suy gẫm về điều này, tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi có một căn nhà rất là lớn và rất là đẹp mà Chúa Giê-xu đã dành sẵn cho tôi trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Nhà của tôi ở trên đất này nó có dột nát hay là nó có nhỏ như thế nào chăng nữa thì không quan trọng. Quan trọng hơn đó là nhà của tôi trên đàng rất là lộng lẫy. Cảm ơn Chúa. Nói điều đó không nghĩa rằng là tôi bỏ bê cái công việc, cuộc sống của tôi, gia đình của tôi ở trên đất này. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái hy vọng của chúng ta vẫn luôn luôn là thiên đàng, là đích đến cuối cùng của đời sống tâm linh của chúng ta anh chị em. Những người nữ đồng trinh dạy ở đây, họ chỉ biết quan tâm đến hiện tại thực tế của họ mà thôi. Họ chỉ đem theo đèn nhưng mà họ không đem theo dầu anh chị em. Buổi sáng nay anh chị em đến hội thánh của Chúa có đem theo dầu không? Cảm ơn Chúa. Nếu mà có ai đem theo đèn mà không có dầu đó, xin Chúa Ngài đổ đầy dầu của Ngài. Dạ, cảm ơn Chúa. Ở đây Kinh Thánh nói với chúng ta là chúng ta phải cẩn thận giữ lấy mình, bởi vì cái sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng chúng ta bị mê mẩn. Cái từ mê mẩn nói về một tình trạng tâm trí không được sáng suốt và minh mẫn, và nó có thể nó bị lôi cuốn bởi những cái gì ở phía sau chúng ta, như là vợ của Lót khi mà ra khỏi Sodom và Gomorrah thì bà ấy đã quay ngó lại đằng sau và tiếc nuối những cái gì ở trong thế gian này. Và đó là một người bị mê mẩn anh chị em. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta luôn có một tấm lòng yêu mến Chúa và say mê Chúa, chứ chúng ta không có mê mẩn với thế gian này. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có thể đi được một cách hẳn hoi trong cái ngày mà Chúa Jesus Christ trở lại. Đó là khi chúng ta được Chúa Ngài tiếp rước, chúng ta đi một cách hẳn hoi. Chứ không phải là khi chúng ta thấy Chúa Ngài trở lại thì lúc đó chúng ta đang say rượu hoặc là đang phê phê lân lân ở trong cái quán karaoke nào đó anh chị em. Nếu mà ngày mà Chúa Giê-xu trở lại mà lúc đó chúng ta đang ở trong quán bar, chúng ta đang nhảy đầm thì ôi thôi. Xin Chúa Ngài giúp đỡ và thương xót mọi người chúng ta. Điều thứ hai chúng ta có thể làm ở trong những ngày mà chúng ta chờ đợi Chúa Giê-xu Christ Ngài trở lại, đó là chúng ta hãy làm lợi ra những ân tứ và ta lân mà Chúa ban cho chúng ta. Ở trong câu chuyện thứ hai mà Ma-thi-ơ đoạn 25 có nói với chúng ta từ câu 14 cho đến câu số 30: và Đức Thánh Đàng sẽ giống như một người kia đi ra đường, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người đoàn chủ lên đường. Tức thì người đã nhận 5 ta lân đi làm lợi ra và được 5 ta lân khác. Người đã nhận 2 ta lân cũng vậy, làm lợi ra được 2 ta lân nữa. Xong người chỉ nhận được 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng: lạy chúa, Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ nghe lành trung tín kia, được lắm,
Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 talân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa đã cho tôi 2 talân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 talân nữa. Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ nghe lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 talân cũng đến mà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ mà đi giấu 1 talân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy 1 talân của người này mà cho kẻ có 10 talân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Thưa quý mời chị em, là mỗi cơ đốc nhân, chúng ta được tái sanh và Chúa Ngài ban chúng ta có những cái tiềm năng ở bên trong mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể phát triển và chúng ta làm lợi ra những ân tứ, những khả năng đó, hầu cho Chúa Ngài được vinh hiển và vương quốc của Đức Chúa Trời được ích lợi qua đời sống của chúng ta. Chúa không bao giờ đối xử bất công với một con cái Chúa nào. Bởi vì trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng là tất cả những người đầy tớ đều được ban cho 1 talân cả, đúng không ạ? Người nhiều nhất thì được 5 talân, người thứ hai thì có được 2 talân và người thứ ba thì 1 talân. Như vậy thì là cơ đốc nhân, chúng ta mỗi người đều có một cái 1 talân ở bên trong người chúng ta. Ở trong tiếng Anh thì dùng cái từ 1 talân này là talent. Chúng ta có những cái chương trình như là Việt Nam Got Talent hoặc là America Got Talent, tức là tìm kiếm tài năng. Và chúng ta biết rằng talân ở đây á, trong cái câu chuyện này cũng có sự dạy dỗ nói về những 1 talân tự nhiên và những 1 talân siêu nhiên. 1 talân tự nhiên đó là những cái ân tứ mà nó đã được định sẵn trong đời sống của chúng ta từ khi mà chúng ta được sinh ra bởi cha mẹ của chúng ta. Chúng ta được có một cái khả năng thiên phú nào đó, như là chúng ta có thể hát về âm nhạc, hoặc là chúng ta cảm nhạc rất là hay, hoặc là chúng ta có tài năng chơi một cái nhạc cụ nào đó, hoặc là chúng ta có một cái khả năng tính toán, hoặc là có một cái tài đặc biệt nào đó. Và khi chúng ta được tin Chúa, chúng ta nhận biết rằng chúng ta có cái tài đó và chúng ta muốn sử dụng nó để phục vụ Chúa, thì nó trở thành một cái ơn và nó được Chúa Ngài sử dụng để làm sáng danh Chúa. Rồi có loại 1 talân thứ hai, đó là 1 talân siêu nhiên. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3 câu số 5, Phao-lô đã nói thế này: Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời, và ấy là Ngài đã ban tài năng chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Vậy thì Phao-lô cũng là một người có đầy ân tứ, có đầy tài năng, có đầy 1 talân, nhưng mà ông nói rằng là những cái tài năng đó đó, những cái 1 talân đó của chúng tôi đó đến từ nơi Chúa. Và chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nhận được những cái sự ban cho của Chúa, dù là khi chúng ta mới sanh ra hoặc là sau này khi chúng ta bắt đầu bước đi theo Chúa, phục vụ Chúa, thì những cái 1 talân đó Chúa Ngài có một cái sự mong đợi để chúng ta có thể làm lợi ra cho vương quốc của Chúa. Nếu chúng ta có 5 talân thì hãy làm lợi ra 5 nữa là 10 talân. Nếu có 2 thì hãy làm lợi ra 2 nữa là 4 talân. Nếu có 1 talân thì hãy làm lợi ra để chúng ta có 2 talân, anh chị em. Và trong vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài không vui lòng khi mà có một người nào đó lười biếng và không làm lợi ra 1 talân của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta chờ đợi Chúa Ngài trở lại, thì chúng ta có một cái nhìn thật là thấu đáo để chúng ta biết ý muốn của Chúa là chúng ta làm lợi ra những 1 talân mà Chúa ban chúng ta. Là mục sư trong Hội Thánh thì tôi không được Chúa ban cho cái 1 talân để kiếm tiền, kinh doanh giống như những anh chị em khác. Và nếu mà tất cả mọi người trong Hội Thánh mà được Chúa ban cho cái ơn để giảng dạy giống như mục sư ở đây, thì có lẽ không có ai đi ra ngoài khi kiếm tiền cả, đúng không ạ? Hội Thánh sẽ không có ai có tài chánh để mà dâng hiến cho nhà của Chúa, rồi rốt cuộc chúng ta sẽ không thể nào có thể hoạt động hiệu quả được. Cho nên trong nhà của Chúa, mỗi người chúng ta đều có những ân tứ khác nhau, có những 1 talân khác nhau. Và khi anh chị em đi ra ngoài kia, anh chị em làm việc, thì đó cũng là cái 1 talân mà Chúa ban cho anh chị em nữa, anh chị em. Mỗi người một nghề khác nhau, không ai giống ai cả. Nhưng mà tụ chung một điều đó là chúng ta biết rằng là những cái công việc mà Chúa ban chúng ta đó, chúng ta sẽ sinh lợi ra cho vương quốc của Trời. Trước khi mà chúng ta được tái sanh thì chúng ta đều có đồng một cái suy nghĩ như nhau, đó là
tôi đi làm kiếm tiền là để kiếm sống cho tôi. Trước đây anh chị em khi mà chưa có biết Chúa đó, chưa biết sự thay đổi của Chúa đó, thì chúng ta chỉ suy nghĩ một điều rằng là tôi đi làm là để tôi nuôi sống bản thân tôi, gia đình của tôi. Thế thôi, hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng là ở trong lời của Chúa, Chúa nói với chúng ta rằng là chúng ta cần phải được thay đổi ở trong cái tư duy này. Ê-phê-sô đoạn số 4, câu số 28. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 28 chép rằng là kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện. Đặng chi anh chị em? Đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Vậy thì là cái đốc nhân chúng ta đi làm, chúng ta kiếm tiền không phải là chỉ để cho chúng ta mà thôi, nhưng mà chúng ta kiếm tiền để cho chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác anh chị em. Đó lý do tại sao mà Chúa Ngài căn dặn trong lời của Ngài rằng là chúng ta cần phải trung tín dâng hiến 1/10. 1/10 đó để dùng để làm gì anh chị em? Để giúp đỡ cho thánh của Chúa. Trước đây khi chúng ta chưa có Chúa thì chúng ta nghĩ rằng là ôi tôi có tiền là chỉ cho tôi thôi. Nhưng mà sau khi tin Chúa thì chúng ta biết rằng là tôi có tiền là tôi phải làm lời ra cho Chúa. Tôi phải dâng hiến ban phát để Chúa Ngài đẹp lòng anh chị em. Và khi tôi hiểu điều này, tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi có khả năng để đóng góp cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Và cái sự dâng hiến của chúng ta nó không phải tùy thuộc vào trong cái lượng tiền mà chúng ta có. Nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta không có, chúng ta vẫn có cách để chúng ta dâng hiến. Có ai ở đây chúng ta dâng hiến giống như người đàn bà quá ở Sarepta không anh chị em? Khi mà bà chỉ còn có một chút bột và một chút dầu ở trong gia đình của bà, ăn xong hai mẹ con lăn ra chết. Nhưng mà tiên tri Eli nói rằng là đừng có lo, trước hết hãy làm cho ta trước. Anh chị em ơi, khi mà một tấm lòng họ nhận biết được là tôi sẽ không bao giờ thiếu thốn nếu tôi có Chúa, thì người đó sẽ không bao giờ lo lắng trong việc ban phát của cải tài chánh của mình anh chị em. Đây là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Đó là mùa gặt sẽ đến sau khi mà chúng ta gieo giống. Amen. Không bao giờ mà mùa gặt đã đến trước khi mà chúng ta gieo giống cả. Ở đây có anh chị em nào chúng ta là nông dân không? Anh chị em có thể hiểu được điều tôi đang nói đúng không ạ? Chúng ta chưa gieo giống gì hết mà tự nhiên lúa mọc đầy đồng. Đó là một cái điều rất là vô lý. Ở trong thuộc linh cũng vậy anh chị em. Chúng ta hãy gieo giống để chúng ta có thể gặt được bộ phần sau này. Có người nói với tôi là mùa xưa em gieo cả đời của em mà em cũng không thấy được cái phước hạnh gì hết. Nhưng tôi nói rằng là hãy chờ đi, thế hệ con cháu của anh chị sẽ hưởng được điều đó. Vừa rồi tôi đọc ở trên Facebook có một người chị em ở tại Hoa Kỳ. Và người chị em này có một đứa em trai từ Hoa Kỳ về lại Việt Nam và gặp lại một bà cụ cũng khá lớn tuổi. Và bà cụ này đã làm chứng lại về những cái công việc hầu vị Chúa của ba của hai chị em đó. Và khi mà nghe lại lời làm chứng của cái người phụ nữ này á, thì cái người chị em đó phải rớt nước mắt bởi vì cớ không ngờ rằng là ba của mình ngày xưa khi mà còn sống á, đã từng phục vụ Chúa, dâng hiến giúp đỡ, hy sinh rất là nhiều cho công việc Chúa. Và bây giờ thì các anh chị em á, sống bên Mỹ á, là như giật luôn. Nhà cao, cửa rộng, xe là mấy chiếc xe hơi luôn. Và các anh chị em mới nói rằng là thật sự á, khi mà những người hầu vị Chúa kham khổ như vậy đó, thì họ đang gieo giống hạt giống tốt lành vào trong thế hệ con cháu của họ sau này. Và không có một cái người nào hầu vị Chúa hoặc là dâng hiến lời đồng với Chúa mà con cháu họ phải đói khổ các anh chị em. Nhưng con cháu họ luôn luôn giàu có và dư dật. Cho nên tôi tin một điều rằng là hễ đất còn thì mùa gieo giống cùng mùa gặt hái vẫn còn ở trước mặt Chúa. Chúng ta cứ gieo đi anh chị em rồi chúng ta sẽ gặt được. Ở đây trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được là cái người có ta lân á, họ rất là khôn ngoan, họ ngay lập tức họ đem gieo liền đúng không anh chị em? Họ làm lợi đó liền. Đối với một người khôn ngoan thì người đó biết rằng là tôi dâng hiến, không phải tôi mất nhưng mà tôi đang làm lợi ra cho vương quốc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Câu hỏi để chúng ta suy gẫm ở trong cái câu chuyện này đó là hôm nay tôi có làm lợi ra ta lân của Chúa ở trên đời sống của tôi hay không? Hoặc là tôi có một cái ta lân nào đó mà tôi đã giấu đi ở trong những ngày vừa qua không? Có những khi chúng ta có ta lân nhưng mà ma quỷ đe dọa chúng ta, nó không cho phép chúng ta làm lợi ra. Anh chị em có tin điều đó không? Tôi gặp một thanh niên kia đàn rất là hay, đàn rất là tuyệt vời trong hội thánh. Nhưng mà ma quỷ làm sao đó khiến cho cái lời người ta nói làm cho cái người này không còn muốn đàn nữa.
Tôi nói không, anh đừng có quan tâm cái điều đó. Đó chỉ là góp ý thôi. Nhưng mà người anh em nói, thôi, cái người đó nói vậy, em không có làm đâu mục sư, em không có chơi đàn nữa. Và thế là người này đã chôn giấu ta lân anh chị em. Tôi rất là buồn bởi vì cớ nhìn thấy được cái người thanh niên này đã chôn giấu tài năng của mình. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể làm lợi ra tá lân của mình anh chị em. Chúng ta làm lợi cho Chúa chứ không phải là chúng ta làm lợi cho con người hoặc là cho hội thánh. Hễ làm việc gì hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho con người. Và nếu mà Chúa trở lại, Chúa hỏi con ơi, cái tá lân mà con đánh đàn ở đâu rồi, con có làm lợi đó không? Cảm ơn Chúa, cho đến bây giờ thì tôi hầu việc Chúa đã hơn 14 năm và trong 14 năm qua tôi đã làm lợi ra những tá lân mà Chúa ban cho tôi. Ở lúc ban đầu trong hội thánh của tường Rema thì chỉ có mình tôi là người thông dịch, nhưng bây giờ thì đã có hai bạn nữ có thể giúp cho tôi có thể thông dịch ở trong hội thánh. Và anh chị em ơi, chúng ta có bất cứ tài năng nào chúng ta hãy làm lời ra anh chị em. Amen. Tôi ước ao rằng tôi cũng sẽ sản sinh ra những mục sư nữa, và cho đến hiện tại tôi đã sản sinh ra được một mục sư, một thanh niên ở trong hội thánh là mục sư Điểu Ví. Trước đây chỉ là một thanh niên ở trong ba thanh niên thôi, nhưng mà qua một cái buổi chạy hè thì Chúa đã biến đổi tấm lòng của người thanh niên này, và người thanh niên này đã trở thành một người hầu vị Chúa, một người rất là sốt sắng và năng nổ. Anh chị em ơi, chúng ta hãy làm lợi ra chính mình, làm lợi ra ta lân của chính mình anh chị em. Mục sư tiến sĩ Tống Thượng Tiết cũng là một trong những sứ giả phục hưng đã đem tin lành của Chúa đến tại Việt Nam của chúng ta trong những năm 1938 ở tại Vĩnh Long. Và rất là nhiều tôi tới Chúa, nhiều con cái Chúa được Chúa đụng chạm, được Chúa thăm viếng. Và trong những buổi giảng của ông thì Thánh Linh của Chúa ngày hành động rất là đặc biệt. Nhiều người đã được tan vỡ, được chữa lành, được ăn năn trở lại với Chúa. Đây là Thánh Linh của Chúa. Nhưng mà đến cuối đời đó anh chị em, thì tiến sĩ Tống Hồ Tiết, ông đã viết ở trong cuốn hồi ký của ông rằng là ông vẫn cảm thấy hối tiếc bởi vì cớ ông đã không phát huy tất cả những ân tứ chữa lành mà Chúa đã ban cho ông ở trong chức vụ của mình. Ông đã hối tiếc bởi vì cớ ông đã không cứ tận dụng thời gian của ông để cầu nguyện chữa lành cho nhiều người anh chị em. Và cái điều này tôi đã được thức tỉnh rất là nhiều qua cái hồi ký của ông. Bởi vì tôi nhận biết được tôi có cái điều gì Chúa ban cho tôi, và Chúa mong đợi chúng ta cần phải làm lời ra cái điều đó. Tất cả những ân tứ thánh linh của Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn số 12 á, như là ân tứ lời nói tri thức, ân tứ lời nói khôn ngoan, ân tứ đức tin, ân tứ chữa bệnh, ân tứ phân biệt linh, ân tứ nói cái tiếng khác nhau, ân tứ thông giảng cái tiếng ấy, rồi ân tứ làm phép lạ nữa, tất cả những ân tứ đó Chúa ban cho và Chúa mong đợi cho chúng ta là những người hầu vị Chúa làm lợi ra những ân tứ đó cho Chúa. Do đó khi mà tôi đi đâu, tôi chia sẻ lời của Chúa, tôi cũng đều dành thời gian để cầu nguyện cho những anh chị em, bởi vì tôi không muốn cái ân tứ chữa lành mà Chúa ban cho tôi nó bị mai một đi hoặc là bị chôn giấu đi anh chị em. Hoặc là anh chị em có bất cứ ân tứ nào, anh chị em có thể đến hội thánh của Chúa và làm lời ra ở trong những điểm nhóm. Cái khi mà tôi bị viêm họng trong những ngày vừa qua thì hôm thứ ba vừa rồi tôi dạy lời của Chúa. Viêm họng mà mình không có giọng tốt để mà mình cầu nguyện nữa. Vậy đó mà có những anh chị em họ cũng muốn tôi cầu nguyện cho họ. Và khi mà tôi nhìn biết nhu cầu của anh chị em thì tôi đã gian dĩ tôi cầu nguyện. Bởi vì tôi biết rằng là không phải là tôi là đấng chữa lành, nhưng mà tôi chỉ là cái công cụ của chữa lành thôi. Nhiều người và ngay cả tôi đó anh chị em cứ nghĩ rằng là chừng nào mình khỏe đó mình mới có thể mình cầu nguyện cho người ta được lành. Nhưng mà tại Chúa có một người chị em bị đau thần kinh tọa đã nhiều năm rồi, hơn 5 năm ở tại Quảng Nam. Và người chị em này không thể đi đứng lại được. Dù rằng từ nhà cho đến chợ cách nhau có khoảng chừng tầm hơn một cây số thôi, nhưng mà không thể đi được anh chị em. Và nhiều khi đi là phải nghỉ ngơi một chút rồi mới đi được, rất là đau. Và tại Chúa qua Zoom thì tôi cầu nguyện cho người chị em đó được lành ngay lập tức anh chị em. Mà ho rồi mệt lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa rằng Chúa vẫn chữa lành cho người chị em đó. Qua điều đó tôi thấy rằng là thật sự có những khi cái sức khỏe của chúng ta nó cũng chính là cái sự cản trở để chúng ta làm lời ra ta lần của mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi không vì cớ cái lý do đó mà tôi dừng lại. Tôi vẫn làm lời ra ân tứ chữa lành đó. Bởi vì tôi biết rằng có một đấng chữa lành siêu nhiên
mà Ngài không bao giờ thay đổi. Con người của chúng ta có thể thay đổi trong sức khỏe hoặc là thay đổi ở trong một cái điều gì đó, bị giới hạn ở trong xác thịt của chúng ta, nhưng mà Chúa Trời của chúng ta không bị giới hạn. Có những anh chị em chỉ cần hiệp lòng với tôi cầu nguyện từ xa qua internet thôi cũng được Chúa chữa lành luôn. Có một người thanh niên bị trẹo cái mắt cá chân. Tối thứ tư thì đã sau đó mà bị sưng cái mắt cá và đau, rất là đau, phải được khiêng về nhà. Rồi sáng thứ năm thì đi làm, mà vừa đi cả nhắc nghe điện thoại, mở lướt điện thoại internet sau đó thấy tôi đang cầu nguyện chữa lành ở trên phòng Zoom. Và thế là người anh em này cũng để điện thoại bên cạnh lỗ tai của mình và hiệp lòng với tôi để nhận lãnh sự chữa lành của Chúa. Và cứ đi cả nhắc cái thọt thọt vậy nè, đang cắt cỏ ngoài đồng. Và tôi cầu nguyện xong thì phép lạ của Chúa đã xảy ra và người anh em đó được Chúa chữa lành ngay cái mắt cá, không còn đau nhất, và ngay lập tức luôn anh chị em bỏ chân xuống và đi bình thường. Người thanh niên này làm chứng với tôi và tôi rất ngạc nhiên, bởi vì có Chúa ngài đã chữa lành qua internet rất là nhanh, mà tôi thậm chí tôi không có biết rằng là người thanh niên đó đang lắng nghe lời cầu nguyện của mình đó anh chị em. Chúng ta có một Đức Chúa Trời đầy quyền năng và siêu nhiên. Cảm ơn Chúa. Chúa có thể làm rất là lạ lùng qua nhiều cách khác nhau anh chị em. Cho nên anh chị em ơi, chúng ta trước khi mà Chúa Giêsu ngài trở lại, chúng ta hãy làm lợi ra những ân tứ, những ta lân của chính mình. Amen. Amen. Hãy làm lợi ra những ta lân đó. Ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn số 4 câu số 10. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Vậy thì mỗi người chúng ta đều là những người quản lý các thứ ơn của Chúa. Chúng ta không phải là người sở hữu. Chúng ta không phải là người sở hữu ân tứ của Chúa. Sở hữu tức là sao anh chị em? Sở hữu tức là mình sử dụng ân tứ đó theo ý của mình. Nhưng mà chúng ta chỉ là người quản lý. Giả sử ai đó trong quý vị đưa cho tôi mượn và quản lý cái xe hơi của anh chị em, thì tôi không có quyền để tôi bán cái xe hơi đó để mà tôi lấy tiền tôi mua nhà và tôi đầu tư này kia, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Tại vì sao? Đó không phải là cái sở hữu của tôi, nhưng mà đó là cái trách nhiệm của tôi quản lý như vậy. Và tôi phải quản lý sao cho tốt, để khi anh chị em trở lại thì anh chị em thấy rằng là cái xe hơi của anh chị em nó vẫn còn y nguyên, nó không có thay đổi gì hết. Đó là cách mà Chúa ngài muốn cho chúng ta quản lý ơn tứ của Chúa là như vậy anh chị em. Ngày hôm nay có nhiều người họ bán ơn của Chúa bằng cách đó là họ làm phép lạ, họ chữa lành xong là họ kêu gọi dâng hiến cho bản thân họ. Vẫn có những người họ rất là trung tín và họ vẫn rất là nghiêm túc với Chúa ở trong những thứ ơn của họ. Tôi biết có những tôi tớ của Chúa đầy ơn, đầy quyền năng của Chúa, nhưng mà ngày hôm nay họ vẫn phải đi ở nhà thuê, nhà mướn. Họ vẫn phải khó khăn vì cuộc sống của họ. Tôi thấy thật sự những con người đó đúng là tôi tớ Chúa thật. Còn có những người họ chỉ cần có ơn một khoảng thời gian 1-2 năm thôi là họ bắt đầu họ phất lên. Mà họ mà nghiên cứu ra mới thấy là họ đã sử dụng ơn tứ của Chúa để mà kiếm tiền cho họ. Nhưng anh chị em ơi, chúng ta cần phải biết một điều rằng là chúng ta được lãnh không thì hãy cho không. Amen. Tôi cầu nguyện chữa lành cho anh chị em chứ tôi không bao giờ tôi kêu gọi ai dâng hiến cả. Nếu được cảm động cứ dâng hiến, tôi sẵn sàng tôi cho số tài khoản. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là dâng hiến cho tôi là tôi sẽ phải cầu nguyện cho anh chị em nhiều hơn. Không. Tôi là tôi tớ của Chúa. Anh chị em chúc phước cho tôi, Chúa sẽ ban phước cho anh chị em. Vậy thôi, tôi không thể nào chúc phước lại cho anh chị em được. Tôi chỉ có thể làm hết được cái bổn phận của tôi, bởi vì tôi chỉ là người quản lý ân tứ của Chúa. Và chính Chúa sẽ là đấng ban phước lại cho anh chị em sau khi anh chị em có một tấm lòng yêu mến Chúa và yêu mến công việc của Ngài. Cảm ơn Chúa. Rồi điều cuối cùng, điều thứ ba mà chúng ta cần phải có trước khi mà Ngài trở lại, đó là chúng ta phải luôn yêu thương nhau và quan tâm đến nhau, là những chi thể của nhau ở trong thân thể Chúa Giêsu Christ. Ở trong câu chuyện số 3 Matthew đoạn số 25 từ câu 31 cho đến câu số 46, khi mà Chúa Ngài trở lại thì Chúa Ngài sẽ phân biệt những người tin ra hai loại với nhau. Một loại đó là chiên và một loại là dê. Chiên thì ở bên hữu và dê ở bên tả. Và những người thuộc về vương quốc chiên á, thì Chúa ngài nói rằng là hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sẵn cho ngươi từ khi dựng nên trời đất. Bởi vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, và ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta, ta bị tù các ngươi viếng ta. Và anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng là người ở trong vương quốc của Chúa Trời, là người có đức tin nơi Chúa, chúng ta
cần phải có tình yêu thương, phải cần có sự quan tâm thăm hỏi lẫn nhau anh chị em. Và khi chúng ta thăm hỏi lẫn nhau, chúng ta quan tâm đến nhau như vậy thì đó là lúc mà chúng ta đang làm cho chính Chúa anh chị em. Chúa nói rằng là vì ta đau, ta đói, ta khổ như vậy đó, các ngươi đã quan tâm và đã thăm hỏi ta. Và Phaolô đã nói rằng là dầu tôi nói được cái tiếng loài người và thiên sứ, nhưng mà nếu tôi không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời nữa được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Nếu một cái đồng nhân không có tình yêu thương của Chúa thì tất cả những công việc người đó làm đều là con số không. Vậy thì tình yêu thương ở đây là gì anh chị em? Tình yêu thương đó là từ agape. Từ agape. Bất cứ chỗ nào mà Kinh Thánh Tân Ước nhắc đến việc là tín đồ yêu thương nhau đó anh chị em đều dùng từ agape, không dùng từ philia, là tình yêu có điều kiện giữa con người với nhau. Có điều kiện là sao anh chị em? Anh chị em mời tôi một bữa cơm thì tháng sau hoặc là lần sau tôi sẽ phải mời anh chị em bữa cơm lại, đúng không ạ? Đó là có qua có lại giữa con người với nhau, có điều kiện anh chị em. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, chúng ta thấy rằng là không cần có điều kiện. Chúng ta cần phải yêu nhau bằng tình yêu agape của Chúa. Không phải là bởi vì gia đình của anh chị em khá giả mà hội thánh mới đến thăm viếng, nhưng mà ngay cả khi mà ở nhà thuê nhà trọ, nhưng mà vẫn có tôi tớ của Chúa đến thăm và hỏi thăm anh chị em. Đó mới là vô điều kiện anh chị em. Câu hỏi để chúng ta suy gẫm ở trong cái câu chuyện này đó là: có ai mà tôi đã rất là lâu rồi tôi không có thăm hỏi họ hay không? Câu hỏi để chúng ta suy gẫm đó là: chúng ta ngày hôm nay có ai mà chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương họ nhưng mà lòng của chúng ta vẫn chưa tha thứ cho họ? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể tha thứ được cho những người đó. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới phân biệt chúng ta giữa người thế gian với lại người thuộc về Chúa thật sự. Ở trong Giăng đoạn 13 câu số 34 cho đến 35, Chúa Giêsu ngài phán rằng: ta ban cho ngươi một điều răn mới, nghĩa là ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thế. Nếu ngươi yêu ta thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết ngươi là môn đồ của ta. Cảm ơn Chúa, tình yêu thương của Chúa sẽ khiến cho chúng ta đến gần nhau hơn, để khiến cho Chúa ngài được vinh hiển trên đời sống của chúng ta và nhiều người sẽ nhận biết chúng ta là môn đồ thật của Chúa. Và chúng ta biết rằng là trong những ngày sau rốt này, cái điều mà xa xỉ nhất ở trên thế gian này không phải là xăng dầu, cũng không phải là đô la, không phải là vàng bạc, nhưng mà cái điều xa xỉ nhất đó chính là tình yêu thương. Ở trong Matthew đoạn 24 câu 10 chép rằng là: khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ xa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Câu 12 chép rằng là: lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguôi lòng. Vì cớ tội lỗi gia tăng cho nên là tình yêu thương ở trong lòng của nhiều con cái Chúa trong những ngày sau rốt này có thể nó sẽ nguội đi anh chị em. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta luôn yêu thương nhau. Để chúng ta đã từng nhóm chung hội thánh với nhau, và nếu mà một cái lý do nào đó chúng ta không còn nhóm chung với nhau nữa thì anh chị em ơi, cũng đừng vì cái đó chúng ta nó nghịch lại với nhau, được không anh chị em? Hai cái chùa nó xây đối diện với nhau á, chúng ta thấy không bao giờ mà có tín đồ của chùa này nói xấu tín đồ chùa kia, đúng không ạ? Không thấy ông trụ trì của chùa này tấn công ông trụ trì chùa kia. Nhưng mà hai hội thánh, mà nhất là hội thánh mà truyền thống với hội thánh tư gia đó, mà đối diện nhau đó, thế nào cũng có chuyện xảy ra. Tín đồ bên đây mà đi qua bên kia đó là ông mục sư là không vui. Cái tình trạng nó có thật anh chị em. Tôi thắc mắc tại sao mà lại có cái chuyện này trong vương quốc của Chúa. Ở trong khi đó ngoài thế gian đó, chùa chiền miếu màu gì đó xây quá chừng luôn đó không nói. Nhưng mà hội thánh mà gần nhau lại có chuyện. Từ khi tôi còn là một đứa bé thì sát bên cạnh nhà ngoại tôi đó, có một người anh em đi bên Hàn Quốc tin Chúa bên đó và về Việt Nam lại. Thì người anh em nói với gia đình của chúng tôi rằng: anh chị em biết không, ở bên Hàn Quốc á, khi mà Chúa thăm viếng á, người dân Hàn Quốc họ họ kéo nhau, họ tin Chúa rất là nhiều. Và bây giờ thì hơn 50% dân số Hàn Quốc đã tin Chúa. Trong những năm mà 90 của thế kỷ trước đó anh chị em, thì con cái Chúa đó họ xây hội thánh rất là nhiều.
Và khi mà hội thánh nhiều như vậy đó, có những hội thánh họ mọc gần nhau luôn anh chị em. Và có những hội thánh ở đây rồi, sát bên cũng có, sát bên cũng có nữa. Và khi mà truyền giáo anh chị em, thì mỗi hội thánh cử ra những người nhân sự đứng ở phía trước cổng nhà thờ đó, rồi phát truyền đạo đơn, mời người ta vào. Và nhiều nhân viên của nhà thờ đó, họ đứng sát nhau vậy, mời khách vô, mời tín hữu vô đó, thì không ai nói gì cả. Nhưng mà khi mà tinh thần bắt đầu nó giảm xuống, hết nóng rồi, hết nóng cháy rồi đó, thì bắt đầu có chuyện xảy ra anh chị em. Bắt đầu tà giáo đi vào và các hội thánh phân rẽ nhau. Nhưng mà khi mà hội thánh phát triển giống như thời của hội thánh đầu tiên đó, ở trong công vụ sứ đồ đó, thì không có một cái sự tranh cạnh gì hết. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày cho ở tại quận 2 của chúng ta sẽ có nhiều hội thánh của Chúa được mọc lên theo kiểu như vậy. Amen không anh chị em? Không phải chỉ tập trung ở tại chỗ này nhưng mà sẽ rải ra nhiều hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta có nhiều rồi, xin Chúa ngày cho chúng ta vẫn luôn hiệp một, nhớ nhau và cầu nguyện chúc phước cho nhau. Amen. Bởi vì chúng ta không thể nào làm vua một cõi được anh chị em, nhưng mà chúng ta có một vua mà thôi, đó là Chúa Giêsu của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho quý vị để chúng ta luôn yêu mến Chúa và giữ lấy ba tinh thần này. Tôi sẽ nhắc lại điều thứ nhất mà chúng ta cần phải có trước khi mà Chúa Giêsu Christ ngày trở lại. Đó là chúng ta hãy quan tâm đến mối quan hệ mật thiết của chúng ta trong sự cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Điều thứ hai đó là chúng ta hãy làm lợi ra những ân tứ, những ta lân, những tài năng mà Chúa ban chúng ta để vương quốc của Chúa được vinh hiển. Và thứ ba đó là chúng ta hãy luôn yêu thương nhau, luôn cầu nguyện chúc phước cho nhau trước khi mà Chúa Giêsu Christ ngày tái lâm. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta luôn trở thành những cái đốc nhân thượng hạng và kết quả cho Chúa của chúng ta. Và không ai chúng ta sẽ bị bỏ lại khi mà Chúa Giêsu Christ ngày trở lại. Amen. Dạ, xin mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc sứ điệp buổi sáng này. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.